Hello, xin chào quý anh chị em nha. Đầu tiên chúc quý anh chị em thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay cũng rảnh thì lên mình chia sẻ tiếp cái phần công nghệ sạch và công nghệ truyền thống. Có nhiều anh em hỏi là công nghệ sạch thì như thế nào và công nghệ truyền thống thì làm sao, công nghệ truyền thống như nào, vì là những anh em kỹ thuật thì ai hầu như là ai cũng người ta cũng cũng biết là công nghệ truyền thống và công nghệ sạch. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ để những anh em mà ta đang tìm hiểu đó, ta đang hỏi đó, thì để anh em biết được là mình sẽ so sánh công nghệ truyền thống và công nghệ mùi. Đấy, thì bây giờ mình đi vào vấn đề luôn để mình chia sẻ chứ cũng không có mất thời gian anh em nha. Chia sẻ cho anh em là công nghệ mùi và công nghệ truyền thống luôn, là nó như thế nào. Bây giờ mình chia sẻ cho anh em để anh em nắm bắt được và nguyên lý của nó như thế nào, để anh em phân biệt được cái nào là công nghệ sạch, thế nào là công nghệ truyền thống. Thì bây giờ mình đi thực tế luôn nhá, mình đi vào vấn đề luôn để anh em khỏi phải đợi nhá. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ là so sánh này. So sánh công nghệ truyền thống này và công nghệ mùi nha. À, công nghệ truyền thống và công nghệ sạch chứ. Quên, xin lỗi. Công nghệ mùi là công nghệ truyền thống mà. À, công nghệ truyền thống và công nghệ sạch. Đấy. Và công nghệ sạch thì mình sẽ chia làm hai cột. Mình sẽ chia làm hai cột thì đây là công nghệ truyền thống. Bên này là công nghệ sạch. Đấy. Thì mình chỉ đi những cái ý chính thôi nha, đi những cái ý chính cơ bản. Thì bây giờ mình sẽ đi về cái phần về công nghệ truyền thống trước, rồi mình sẽ đi công nghệ mùi sau. Thì ở đây á là công nghệ truyền thống á là gì? Đấy, có nhiều người ta hỏi là công nghệ truyền thống gì, mới vào tìm hiểu về cái ngành dẫn dụ nuôi chim yến này thì nó vô cùng lắm. Thì bây giờ người ta lên người ta xem thì là nào là công nghệ sạch, nào là công nghệ truyền thống, nào là công nghệ 4.0, nào là công nghệ 3 chấm. Đấy, cho nên là nhiều anh em người ta cũng chưa hiểu một phần nào về cái công nghệ, cho nên mình tiện thể mình cũng chia sẻ để cho anh em biết và anh em so sánh luôn, để không có phải suy nghĩ là nó truyền thống là như thế nào mà sạch thì nó là như thế nào. Đấy. Thì mình đi cái đầu tiên đó là công nghệ truyền thống. Công nghệ truyền thống là gì? Đấy, công nghệ truyền thống có nghĩa là công nghệ này là xài mùi. Đó. Là từ xưa đến giờ mình thì mình không đi sâu vào cái vấn đề về truyền thống, vì truyền thống thì nó đã có rất là lâu rồi, nó đã có từ năm 45 cái lâu lắm luôn rồi, nhưng mà mình sẽ không đi sâu vào vấn đề đó, tại vì là bây giờ càng ngày á, nó càng đổi mới, càng ngày nó càng thay đổi, nó càng công nghệ, cho nên mình sẽ bỏ qua cái vấn đề về tìm hiểu về chiều sâu đấy, mình không quan tâm đến vấn đề đó nhiều. Quan trọng là bây giờ mình làm sao mình phân biệt ra hai cái để mình áp dụng cái nào hợp lý, hiệu quả mà kinh tế đến với mình nhanh là mình làm, và mình không quan tâm đến vấn đề nó là bao nhiêu năm và nó sẽ xuất xứ ở đâu và nó sẽ như thế nào, mình không cần biết. Bây giờ mình chỉ cần áp dụng ở Việt Nam mình và mình sẽ làm thực tế luôn cho ngôi nhà yến của mình luôn, để mình so sánh và mình làm cái nào tốt, cái nào có lợi
thì mình làm đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi trực tiếp vào công nghệ truyền thống. Công nghệ truyền thống là từ xưa đến giờ là anh em, tất cả những anh em kỹ thuật là người xa, người ta xài công nghệ đó là mùi, đó là người ta sử dụng bằng mùi. Thì dùng mùi ở đây á là người ta công nghệ truyền thống là hoàn toàn người ta xài bằng mùi hết đấy, đó là công nghệ truyền thống. Thì mùi ở đây á là chủ yếu đó là phân này đấy, chủ yếu là phân chim yến này đấy. Thì phân chim yến này người ta sẽ có nhiều cách để sử dụng đấy, nhiều cách để sử dụng. Thứ nhất đó là gì ạ? Là người ta có thể dùng, người ta vải ra nhà, vải ra nhà nhá, người ta vải đều lên cái sàn đấy, có nhiều người người ta vải lên sàn, vải đều lên nhà nhá, lên sàn này đấy. Rồi có những người thì người ta không vải lên sàn, người ta đổ thành đống lại đấy, người ta đổ thành đống, người ta bỏ đằng các cái cửa để chim vào á, thì người ta bỏ thành đống đấy. Có những người người ta không bỏ thành đống lại, nhưng mà người ta sẽ bỏ vô các cái thau hoặc cái thúng đấy, bỏ vào thau này hoặc là xô này đấy, thau hoặc xô đấy, ta bỏ vào cho nó sạch đấy, người ta bỏ vào, nhưng mà ta bỏ phân khô nhá. Đây là người ta, đây là khô này đấy, tổng cái này là tất cả đây là khô đấy. Có những người thì người ta bỏ kho là người ta không có sự đụng chạm gì hết, người ta chỉ cần đổ vào đấy, người ta bỏ lên cầu thang, người ta bỏ vào các cái cửa của chim vào đấy, người ta đổ một ít vào đấy để cho nó có mùi, tạo mùi bầy đàn cho nhà yến đấy. Là công nghệ truyền thống là người ta hay sử dụng như đấy. Cái thứ hai đó là người ta sẽ dùng bằng phân này, nhưng người ta sẽ dùng phân này là phân chim đấy. Phân chim này người ta sẽ dùng là ủ với ammoniac đấy, người ta sẽ ủ với ammoniac đấy, người ta ủ với ammoniac xong bắt đầu là cho nó lên men, là người ta một cho nó lên men là một này, một là người ta sẽ dùng để người ta tạt lên tường, dùng tạt tường. Hai là người ta dùng bằng cái máy sục á, người ta dùng bằng máy sục để người ta sục hơi nó lên, sục hơi nhá đấy, ta dùng bằng máy sục để người ta sục hơi lên, sục hơi lên để tạo mùi bầy đàn. Đấy là cái công nghệ truyền thống mà từ xưa đến giờ cả bên nước ngoài và Việt Nam mình vẫn áp dụng, và hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều người ta đang áp dụng làm. Thì mình nói, mình nhấn mạnh qua đây, qua cái phần này để mọi người, người ta bây giờ người ta theo cái phong trào là công nghệ sạch, cho nên nhiều anh em người ta không hiểu được về cái vấn đề tại sao mà người ta vẫn sử dụng công nghệ truyền thống. Đấy là như vậy. Thì người ta sẽ dùng bằng cái này thì áp dụng bây giờ hiện tại Việt Nam mình áp dụng rất nhiều, và rất rất nhiều nhà thành công đang áp dụng cái công nghệ truyền thống này, không phải là công nghệ sạch nhá, mà công nghệ truyền thống này rất nhiều là người đang áp dụng, đang làm cái công nghệ này. Còn cái công nghệ sạch thì là mới đây thôi, cho nên mình đi sâu, mình vừa đi và mình vừa phân tích và mình vừa chia sẻ để anh em hiểu được là cái truyền thống nó như thế nào. Nhiều anh em mà mới vào xem thì không hiểu, người ta bảo là ông này ông sao ông chia sẻ cái truyền thống, chia sẻ mùi cái này làm gì mà chia sẻ sạch như thế nào. Đấy, mình phân biệt để anh em bóc tách ra hai cái công nghệ mùi, công nghệ truyền thống và cái công nghệ sạch nó như thế nào, để anh em khỏi lăn tăn để hỏi về cái vấn đề đó. Đấy, thì người ta dùng bằng cái sục, người ta sục mùi lên đấy, người ta sục mùi lên để cho cái nhà yến nó có mùi, để nó tạo bầy đàn. Ngoài ra người ta còn rất nhiều cách để sử dụng các cái mùi ở trong nhà yến. Đấy, rất nhiều để sử dụng cái mùi trong nhà yến này này, là người ta làm mọi hình thức, đó là cả bên nước ngoài và bên Việt Nam mình làm rất nhiều, và rất nhiều người thành công, rất nhiều người thất bại.
Đấy, rất nhiều người thành công mà cũng rất nhiều người thất bại là cái công nghệ truyền thống này. Bản thân tôi ngày xưa khi mới bắt đầu làm, tôi cũng rất tìm hiểu rất nhiều về cái công nghệ truyền thống này. Mình cũng áp dụng từ từ để mình xem coi là những cái truyền thống đó nó có tốt hay không, nó có hiệu quả hay không, nó có đạt cái hiệu quả để cho mình làm hay không, và nó có thay đổi được cái gì không. Thì mình vẫn phải áp dụng, vì mình mới mà, mình không có sự lựa chọn thì mình bắt buộc mình phải áp dụng. Từ là mua mùi này, rồi bắt đầu là mua phân này, ủ phân này, rồi phun lên nhà này, đấy là rất là nhiều. Cho nên mình bây giờ mình vừa phân tích và mình vừa giải thích luôn để những anh em mới mà người ta bắt đầu, người ta làm những cái nhà yến mới này này, thì người ta áp dụng cái nào cho nó hiệu quả và cái nào cho nó lợi kinh tế thì mình làm vậy thôi. Thì ngoài cái vấn đề này ra đấy, ngoài cái vấn đề mà sụt hơi, sụt mùi á, sụt mùi lên, thì nó còn cái vấn đề đó là dùng bằng mùi đấy, dùng bằng mùi. Ví dụ như là mình lấy mấy cái rồi nha, ví dụ như là Love này, Love, cái chai Love này là lá bôi sần á, mình kêu bằng lá bôi sần nhưng mà mình cứ kêu Love cho nó ngắn gọn. Mình thứ hai đó là mình lấy mấy cái ví dụ thôi nha. Thứ hai ví dụ như là PW Souffle, rồi aroma nhiều lắm, rất nhiều các loại mùi, có nghĩa là hàng trăm loại mùi, rất rất nhiều các loại mùi. Thì ví dụ như là cái thằng 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 thằng, thằng lá bôi sần này này, Love này, thì nó là kích thích bắt cặp. Rồi cái thằng aroma này cũng vậy, thằng PW Souffle cũng vậy, rồi nó tạo mùi bầy đàn cho chim yến. Nó còn rất nhiều các loại mùi khác. Đấy, người ta nói là dùng tất cả những cái mùi, nó đều là mục đích của người ta, đó là dẫn dụ, bắt cặp, bầy đàn đấy. Tức là dùng bằng hình thức là bắt cặp và kích thích mùi, hoặc kích thích đẻ, kích thích làm tổ, đấy rất là nhiều. Thì mình lấy mấy cái ví dụ thôi, đấy rất là nhiều. Đấy là cái công nghệ, đấy là cái phần mùi này là đều là công nghệ truyền thống hết. Đấy có nghĩa là nó sẽ tạo cái mùi sinh cảnh, hoặc là cái tảo biển cũng vậy, nó tạo cái mùi sinh cảnh để cho cái căn nhà yến của mình nó tạo lên sinh động, và nó cái mùi giống như là cái mùi của bài đàn của nó. Đấy, cái thứ hai đó là người ta sẽ áp dụng vào một cái ngôi nhà yến của mình, giống như những người mà đang xài công nghệ truyền thống thì bao giờ người ta cũng xài mùi, bao giờ người ta cũng xài phân chim để người ta áp dụng, người ta tạo sinh cảnh cho căn nhà yến của mình. Nhưng cái cách xài mùi tùy theo từng kỹ thuật và tùy theo từng chủ nhà. Ví dụ như khi mà kỹ thuật người ta đã bàn giao nhà cho chủ nhà, thì là chủ nhà sẽ sử dụng và toàn quyền vận hành cái ngôi nhà yến của mình. Thì vận hành cái ngôi nhà yến của mình thì rất nhiều người vẫn theo cái lối làm cũ của các kỹ thuật và áp dụng cho đến bây giờ. Như đến bây giờ thì là mỗi ngày người ta mỗi cái áp dụng, nó mỗi cái khác nhau đi. Ví dụ như xài mùi đúng không, ví dụ như xài mùi đấy, là bây giờ mình sẽ không sử dụng bằng cái mùi ủ, hoặc là ủ cho nó lên men và tạt lên tường, nó rất là bẩn và nó rất là mùi. Đấy, nó bẩn và nó mùi. Nó bẩn là bẩn sao, nó bẩn cái tường của mình, nó nhìn nó rất là gớm, nó ghê lắm. Thứ hai đó là mình không hiểu được là cái đầu tiên đấy, người ta không phân tích cho mình, và những người người ta đi trước, người ta không chia sẻ cho mình về cái vấn đề là ủ mùi rồi bắt đầu sụp mùi để tạo cái mùi bầy đàn trong cái ngôi nhà yến của mình. Đấy là người ta không có chia sẻ cái vấn đề đó, cho nên mình có thể là mình không biết. Nhưng bây giờ mình đã làm rất nhiều rồi, mình đã làm cho cái áp dụng cái ngôi nhà yến của mình, cho nên bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn. Mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế luôn, để anh em nếu ai xài mùi, nếu ai xài công nghệ truyền thống, thì anh em làm rất đơn giản mà nó hiệu quả.
không có nhìn giống như người ta làm, mình làm sai. Đấy, cái thứ nhất, cái đầu tiên là như thế này. Mình ủ mùi đúng không? Mình ủ phân. Như mấy đầu tôi làm là tôi áp dụng là phân tôi làm rất là ít. Ví dụ như một cái thau tôi chỉ bốc hai cái đống phân này thôi. Đấy, tôi có những cái clip tôi vẫn đang đăng lên, tôi vẫn đang còn lưu lại ở trong cái danh sách clip. Cái khi bắt đầu cách đây 2 3 năm năm về trước thì tôi vẫn làm như vậy. Tôi vẫn áp dụng theo cái suy nghĩ của mình, có nghĩa là mình sẽ không làm nhiều và mình sẽ làm hai cái nắm phân như thế này thôi. Với lại một ít ammonia, với lại một chút xíu PDUP. Đấy, PDUP là mình đổ chung vô, bắt đầu mình để trong nhà yến luôn cho nó tạo mùi bài đàn. Nhưng cái tạo mùi sinh cảnh. Nhưng mà cái lúc đó mình không hiểu được là nếu mình để lâu, mình để một cái thời gian quá dài thì nó sẽ biến thành cái màu mùi thối. Nó sẽ không còn cái mùi mới nữa, cái mùi tươi nữa, mà nó chuyển sang cái mùi thối. Đấy. Mà nhất là những anh em nào mà cả một đống phân tôi chả bá lửa đi. Đấy. Phân phân mà để khô là ok nhá, phân để khô không việc gì hết. Mình biết cách khử mùi thì là cái phân nó bình thường. Còn nếu như mình dùng bằng cái thau hoặc bằng cái xô để mà mình đổ nước vào, mình ngâm với kết hợp với ammoniac và kết hợp với lại mùi mà mình đổ với cái số lượng nhiều thì chỉ cái phân tươi chỉ lúc ban đầu á là nó rất là có mùi, nhưng về sau nó không có mùi nữa mà nó chuyển thành thối, nó rất là thối. Đấy, cho nên anh em hiểu cái vấn đề này này. Một là anh em sẽ thường xuyên, ví dụ 15 đến 20 ngày anh em sẽ thay thay phân. Thay phân có nghĩa là mình sẽ đổ một cái lượng nước vừa phải. Một tháng sau là cái thau của mình nó sẽ bốc hơi hết, nó sẽ bốc hơi hết, nó chuyển thành khô luôn. Thì cái nhảy nó không có mùi, nó không có mùi thối, mà cái phân của mình nó đã khô rồi thì nó không có mùi nữa luôn. Đấy là mình không có châm nước nha. Mình để cho khô xong mình đổ cái phân nó ra ngoài và mình tiếp tục làm cái khác thì nó ok và nó mùi nó rất là dễ chịu. Chứ đừng để lâu quá, mà mình để nhiều quá mà mình sụp nhiều nó thành thối cái mùi nó lên, nó làm cho cái môi trường nhà yến của mình nó cực kỳ là khó chịu. Nếu như mình làm cái môi trường của mình nó, cái nhà mình nó thối lên như vậy đấy mà mình không biết cách xử lý thì đồng nghĩa là nhà chim nó sẽ bị thất bại. Thất bại. Mình một là mình sẽ xử lý, mình sẽ tìm cái gì để nó khử không không khí. Ví dụ như nhà tôi hiện tại bây giờ nó đang làm, vì tôi không có tiền tôi xài. Tí nữa tôi sẽ phân tích cái công nghệ sạch thì nó có liên quan đến vấn đề về 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 vi sinh. Đấy, sẽ sử dụng cái vi sinh đấy. Bên vi sinh này là áp dụng cho công nghệ sạch, thì chút nữa mình sẽ chia sẻ cái đấy. Thì mình chia sẻ cái phần công nghệ truyền thống này thì mình đá vào qua một tí nhá, để cho anh em hiểu luôn. Đó là mình sẽ dùng bằng muối. Mình sẽ dùng bằng muối, mình hòa vào trong bể, cái muối hạt đấy mình hòa vào trong bể để mình khử cái không khí của mình, khử không khí. Nhưng mà tôi không làm cho nhà nhà yến mình thối, vì là sao? Mình làm vừa đủ xong bắt đầu mình sẽ thay và mình sẽ làm cái mới, nó sẽ không bị. Thứ hai đó là mình ngâm một cái bể phốt, mình ngâm một cái bể ở ngoài xong mình chiết ra. Ví dụ như mình chiết ra, mình lúc đầu mình sẽ xài là, lúc đầu mà tôi xài cái công nghệ truyền thống ấy, là tôi pha là 80 nước và 20 cái nước lọc của cái bình phốt đấy, bể đấy. Mình sẽ ủ ra xong bắt đầu mình chiết ra. Ví dụ như là mình lấy 20% của cái thằng nước mình lọc ra đúng không? Mình đổ vào 80% cái phần nước này, mình kết hợp lại và mình phun đều. Có nghĩa là trong nhà mình lúc nào cũng có mùi, nhưng mà cái mùi nó hơi thoang thoảng thôi chứ nó không có nồng. Đấy, mình phun thì nó có mùi, mà mình không phun thì khoảng đến chiều là nó sẽ cũng hết luôn. Đấy, mình vừa tạo ấm mà mình vừa tạo cho nó một chút mùi. Đó là cái công nghệ truyền thống. Cái công nghệ truyền thống thì từ xưa đến giờ anh em kỹ thuật cũng như các cái chủ nhà hiện tại cho đến bây giờ người ta vẫn làm, người ta vẫn áp dụng và người ta vẫn sử dụng. Có rất nhiều anh em gọi cho tôi là em xài công nghệ em xài công nghệ truyền thống là xài công nghệ mùi. Hiện tại bây giờ nhà em đang xài mùi chứ không phải là xài công nghệ truyền thống mà xài xài mùi. Đấy, người ta nói vậy. Rồi có những người gọi tôi là anh ơi em nhà em xài công nghệ sạch. Đấy, cũng không có chim. Anh ơi nhà em xài công nghệ mùi. Đấy, rất nhiều người người ta hỏi mình, có nghĩa là xài công nghệ gì thì nó cũng phải có cái mặt trái mặt phải. Có nghĩa là cũng có những ngôi nhà thất bại, cũng có những ngôi nhà thành công. Đấy, thì mình đi cơ bản một chút rồi bắt đầu mình phân tích
Đấy, mình đi một chút xíu về cái công nghệ truyền thống xong bắt đầu sang công nghệ mùi để cho anh em hiểu biết được là công nghệ mùi và công nghệ truyền thống như thế nào, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi xong mình sẽ đi một cái điểm chung đó là xài công nghệ mùi nó như thế nào và xài công nghệ sạch thì nó làm sao, áp dụng nó như thế nào để cho cái ngôi nhà chính của mình nó hiệu quả. Đấy thì bây giờ mình lấy cái công nghệ mùi thì nó như vậy thôi, công nghệ truyền thống thì nó như vậy. Thì cái công nghệ này á, thì mình sẽ nói một chút xíu nữa cho nó hết luôn. Đó là người ta sẽ dùng tất cả các cái mùi này. Đấy, có những người là người ta sẽ phun nha, người ta sẽ đổ vào, người ta sẽ phun là 7 ngày. 7 ngày một lần hoặc là 15 ngày một lần, 15 ngày hoặc là 30 ngày. Đấy, người ta sẽ chia ra trong cái khoảng thời gian đấy, người ta sẽ vào người ta phun mùi để cho cái ngôi nhà yến mình nó có mùi, nó có cái mùi sinh cảnh, cái mùi tự nhiên. Đấy, có những người bây giờ hiện tại người ta vẫn đang làm, người ta vẫn áp dụng mà người ta vẫn đang phun mùi. Đấy là mình nói về cái công nghệ truyền thống nha. Đấy thì là nó như vậy, thì cứ 7 ngày, 15 ngày hoặc 30 ngày gì đấy là người ta sẽ vào người ta phun, hoặc là các kỹ thuật người ta sẽ vào người ta phun cho cái ngôi nhà yến của mình mà người ta đang làm. Thì cái đó mình không nói, mình đang còn bóc tách cái công nghệ truyền thống và cái công nghệ sạch để cho anh em đang làm đây này, anh em đang làm và anh em đang áp dụng. Còn các kỹ thuật thì người ta biết rồi, các kỹ thuật người ta làm như thế nào thì người ta biết hết rồi, người ta làm rất nhiều, người ta biết. Mình không nói về đến vấn đề đó mà nói cho anh em cái thực tế để anh em áp dụng cái công nghệ nào thực tế hiện tại bây giờ để anh em làm. Đấy, và mình sẽ chia sẻ luôn bằng cái thực tế cho anh em áp dụng. Có những người người ta bảo là nên xài cái công nghệ nào thì nó hiệu quả và nó chất lượng, thì hôm nay mình chia sẻ qua hai cái này rồi mình sẽ đúc kết lại cái vấn đề cơ bản để anh em xài và vùng miền nào thì mình áp dụng cái công nghệ sạch, vùng miền nào mình áp dụng cái công nghệ truyền thống. Đấy, bây giờ bên này thì là công nghệ sạch. Công nghệ sạch thì là có những cái gì, công nghệ sạch là gì, công nghệ sạch ở đây có nghĩa là sạch, sạch có nghĩa là nhà yến phải sạch, nhà yến sạch, yến sạch thì ở đây sạch có nghĩa là sạch hết, sạch từ nhà, đấy, sạch từ nhà, không khí cho đến là các thiết bị nha, thiết bị đấy sạch hết thì người ta kêu bằng công nghệ sạch. Thì công nghệ sạch ở đây thì người ta thực chất ra mà nói thì người ta nói có nghĩa là lúc đầu làm là nó phải sạch. Thì nó sạch như này này, mình nói tí xíu qua đi rồi bắt đầu mình sẽ đi phân tích lại hết luôn, phân tích lại cái vấn đề sạch cái bẩn luôn, mình đá nhau luôn, mình đá đá sạch với truyền thống luôn. Đấy thì cái công nghệ sạch này á là trước tiên khi làm nhà xong thì anh em phải dọn sạch sẽ, xịt nước làm cho cái ngôi nhà này sạch, sạch hết, sạch tất cả. Sạch xong thì anh em sẽ làm gì? Anh em sẽ bắt đầu là dùng, hiện tại bây giờ nó đang nổi trên thị trường đó là cái men vi sinh. Cái men vi sinh này ấy, là cái men này đó là dùng cho chuyên dùng cho nhà yến hoặc là dùng cho cái trang trại chăn nuôi. Đấy, trang trại chăn nuôi ví dụ như gà, vịt người ta vẫn sử dụng bằng cái này để người ta khử không khí, người ta khử môi trường và người ta dùng bằng người ta khử phân luôn. Cái mùi phân của nó khi mà nó bốc lên hoặc khi mà nó ẩm nó lâu á, thì người ta sẽ dùng bằng cái vi phân vi này người ta vãi lên và người ta xới đều lại để cho nó không có cái mùi mùi men á, cái mùi nó bốc lên, cái mùi thối đấy. Đấy nó sẽ xử lý luôn cái mùi đấy, nó làm cho không khí nó sạch, nó an toàn ra ngoài ngoài môi trường. Đấy là cái chuồng trại chăn nuôi. Còn ví dụ như ở trong cái môi trường nhà yến của mình thì nó chỉ khử trong cái môi trường nhà yến của mình thôi, nó khử trong cái môi trường nhà yến này là nó khử thứ nhất đó là nó khử cái không khí ở trong đó thôi, vì nhà mới mình có gì đâu, là có phân đâu mà khử khử cái gì, chẳng có gì để khử. Thứ nhất là nó khử mùi xi măng này rửa sạch đi rồi,
có những căn nhà có xi măng nó vẫn ở, nhưng mà mình đã nói công nghệ sạch thì nó phải nhiều cái để sạch, phải sạch hết đấy, cho nên nó khử luôn cả không khí nó sạch. Còn anh em mà tìm hiểu sâu về cái vấn đề men vi sinh là gì, men vi sinh là gì, là gì, thì anh em sẽ tự hiểu. Ở đây ấy, là có rất nhiều, ví dụ như là lúc trước á thì là dùng, ví dụ như cái men vi sinh này, mình thứ nhất là mình dùng để mình xịt thẳng vào trong nhà cũng được, mình xịt hết trong nhà. Nhưng mà nhà mình đã sạch rồi, nhà mình đã rửa rồi, nhà mình đã rửa sạch sẽ rồi thì mình không cần phải xịt nữa, xịt làm gì? Tốn. Mình chỉ bỏ vào trong các mấy cái chậu á, mấy cái thau mà tạo ẩm đó, thì mình bỏ vào đấy để cho nó bốc hơi ẩm lên, vì nhà mình là có chim đâu, chưa có chim cho nên là cái không khí hoặc là ở trong cái môi trường của nhà của mình nó đã sạch rồi, thì mình không cần phải xịt nên nó làm gì, nó cả cho nó tốn kém. Mình chỉ dùng bằng mấy cái thau thôi, mình bỏ vào đấy xong mình bỏ vào cái mấy cái thau đấy mình hòa ra để cho nó bốc hơi, để cho nó bốc hơi lên, nó bốc hơi hơi lên lên nhà thì nó sẽ làm cho cái không khí ở trong nhà nó sạch lên đấy, nó làm cho sạch lên, chứ không cần, mình không cần phải là xịt lên nữa, mà xịt lên nữa thì nó tốn kém của mình ra đấy, cho nên mình chỉ sử dụng là bỏ vào thau quậy lên, nó bốc mùi lên, nó bốc cái hơi nước lên là nó sẽ lan tỏa hết cả cái nhà của mình, rất tiết kiệm, rất an toàn, hiệu quả. Cái thứ hai đây, cái đầu tiên này này là dùng bằng bốc hơi này, bốc hơi đấy, thì cái này đó thì là bỏ vào thau hoặc là xịt xịt lên tường, lên lam, gỗ hoặc là làm đá, làm bê tông cái gì gì, gì đấy, là mỗi tùy theo mỗi người ai xài cái gì xịt lên cái đấy, thì có là xịt trong nhà, trong hệ thống trong nhà. Cái thứ ba bây giờ, hiện tại bây giờ trên thị trường người ta bây giờ ra một cái loại men vi sinh, đó là men vi sinh khử không khí, tạo môi trường sạch và có những cái mùi bắt cặp bầy đàn đấy, có ở Việt Nam mình cũng có thể cũng cũng có bán, mà bên nước ngoài hoặc là các nước mà hiện tại bây giờ đang còn phát triển đấy là người ta cũng sử dụng, đó là men vi sinh tạo bầy đàn đấy, tạo cái mùi sinh cảnh và tạo một, có nghĩa là bắt cặp và có nghĩa là nó thay cho cái mùi nước này này, là cái lô ve này này đấy, cái lô ve này là cũng là dạng là bắt cặp đấy, là cái mình nói nôm na là cái thuốc kích đấy, kích thích đấy, kích thích cho những các cái con chim nó bắt cặp để cho nó tìm bạn, hình thức cái như vậy đi, là nó sẽ như vậy. Đó là cái mà cái thứ ba, đó là cũng là men vi sinh này, vi sinh này là vi sinh, mình kêu bằng vi sinh bầy đàn á, bầy đàn. Ví dụ như ai mà tìm hiểu, ai mà đã từng làm thì nghe bầy đàn là người ta sẽ hiểu được là nó sẽ cái này là thuốc, này là cái sản phẩm này là kích thích để cho người ta bắt cặp, đúng không? Còn những anh em mới làm, những anh em mới tìm hiểu, những anh em mới xây dựng nhà yến mới thì hầu như là chưa hiểu lắm, đang còn phải tìm hiểu nhiều thì mới biết được cái phần là cái men vi sinh này là nó như thế nào và nó sẽ làm sao. Đấy, nó là nôm na là nó sẽ là khử không khí và cái mùi bắt cặp, thì bắt cặp đồng nghĩa là nó có khác cái thằng truyền thống bao nhiêu đâu. Công nghệ sạch, nhà mình sạch có nghĩa là mình sẽ cải tiến lên cái công nghệ sạch này, mình sẽ cải tiến lên là nó cho nó sạch lên, sạch cái nhà lên cho nó đẹp, cái nhà cho nó nhìn, cái nhà cho nó đã, khi bước chân vào cái nhà yến nó giống như là, nói như mấy người mà đang cứ hay lên YouTube nói là khách sạn ấy, cho chim nó ở ấy, đúng không? Nó như khách sạn luôn, là nó đẹp, nhìn cái nhà yến của mình nó sạch sẽ, nó đẹp, mình vào mình thu tổ hay là mình vào mình vệ sinh mình làm cái gì nó cũng đã. Đấy, mình đã đi qua rồi, bản thân tôi đã đi qua rồi thì tôi cũng thấy nó cũng rất là hiệu quả về cái vấn đề là nhà yến sạch. Và công nghệ thì là người ta nói là công nghệ sạch, nhưng chưa hẳn còn phải xài cái công nghệ, còn xài với công nghệ mùi đấy. Nếu anh em mà đi tìm hiểu sâu vào cái vấn đề đó thì nó vẫn sử dụng, vẫn đá về cái mùi này đấy,
chứ không hoàn toàn là công nghệ sạch. Gọi là công nghệ đá sạch thì phải sạch hết toàn bộ, sạch sẽ. Chỉ có rửa sạch sẽ nhà đi thôi. Đấy, rửa sạch sẽ nhà hoàn thiện rồi dụ chim. À, công nghệ sạch. Còn nếu mà xài cái men vi sinh này này thì nó có nhiều loại. Đấy, có thể là những cái loại bắt cặp, những cái loại bầy đàn, nó rất là nhiều. Thì chút nữa mình sẽ chia sẻ để anh em có thể áp dụng. Và tôi sẽ là, nếu căn thứ hai tôi làm, tôi sẽ áp dụng cái công nghệ sạch. Và công nghệ sạch tôi không xài vi sinh luôn, tôi không xài cái gì hết, tôi xài muối. Đấy là tôi sẽ sử dụng và tôi sẽ áp dụng để anh em tìm hiểu về cái phần này. Đấy, còn mình sẽ nói ra để anh em áp dụng, anh em làm cho nó hợp lý, hiệu quả cho cái ngôi nhà yến của mình. Còn cái vấn đề mà để các cái kỹ thuật người ta áp dụng vào cái công nghệ nào người ta làm, thì đó là kỹ thuật đấy, người ta tự có trách nhiệm với chủ đầu tư để hoàn thành đúng cái mục đích, đúng cái số lượng để bàn giao cho chủ nhà, thì người ta phải tự tìm hiểu và người ta sẽ tự có một cái phương án riêng của người ta để người ta thành công và giao lại cho chủ đầu tư. Đấy, còn anh em mình là những người tự làm, là những người tìm tòi học hỏi khám phá và đúc kết lại được những cái gì hay có lợi, anh em làm. Thứ nhất đầu tiên đấy là học hỏi, thứ hai đó là trải nghiệm, và thứ ba ấy là bằng cái công sức mồ hôi của mình đấy tạo dựng từ từ để lên một cái ngôi nhà yến. Kiểu gì anh em cũng phải đóng học phí, kiểu gì anh em cũng phải làm. Đấy, anh em có bàn giao cho kỹ thuật làm đến lúc mà đủ số lượng chim hay là đủ bài, đủ số cặp, số tổ, thì người ta cũng bàn giao lại cho anh em, thì anh em cũng phải tự làm, tự học hỏi và tự mày mò để làm sao ạ? Điều hành cái ngôi nhà yến của mình, vận hành làm sao mà phải rành, phải biết, thì cái ngôi nhà yến của mình sau này nó mới phát triển được, nó mới nhiều tổ, nhiều chim được. Đấy, nó mới tăng bày được. Còn nếu mình không biết vận hành mà mình cứ giao cho kỹ thuật, mà đến lúc đó kỹ thuật bàn giao cho mình rồi, người ta thích thì người ta lên, người ta không thích thì thôi, người ta đâu có trách nhiệm ở đâu, người ta bàn giao cho mình rồi, thì bắt buộc mình phải đi học, mình phải tìm hiểu để mình vận hành. Mà mình vận hành cái ngôi nhà yến của mình mới cảm thấy được nó cái cảm giác nó sung sướng, cảm giác nó thích thú là như thế nào. Đấy, mỗi lần mình đi lên mình hái tổ, mỗi lần mình lên mình đi ngắm chim hoặc mình đi đếm tổ, mình làm các kiểu trong nhà yến, mình cảm thấy mình rất là thích. Mình bỏ cái số tiền ra, mình có thu nhập, mình cảm thấy mình sung sướng lắm, mình thích lắm. Mình phải học hỏi để mình biết được là à, cái con chim yến này nó như thế nào, nó sẽ cái môi trường nó làm sao, rồi nó như thế nào, mình mới tìm hiểu kỹ vào nó để mình vận hành cái ngôi nhà yến của nó. Thì bắt buộc mình phải làm, mình không có sự lựa chọn. Mình giao cho các kỹ thuật thì chỉ gặp may ra những cái gia đình nào có cái số lượng chim đột biến, nhiều chim, thì mình không cần phải chăm, nó cũng tự nhiều chim. Nhưng mà cái lượng chim đó là cái lượng nhà đó rất là ít, rất ít nha. Còn ví dụ như những ngôi nhà nào mà đột biến, hoặc là những ngôi nhà nào mà kỹ thuật người ta đã giao cho mình rồi đấy, người ta giao cho mình rồi đúng không, người ta giao cho mình rồi nhưng mình không biết vận hành, ví dụ như âm ly chết, loa chết, hoặc là bị lỗi về kỹ thuật ở trong nhà yến, mình không biết, mình không tìm được, mình không có cách giải quyết, thì một thời gian khoảng 5 bữa, nửa tháng gì đấy, hoặc một thời gian rất ngắn, thì cái lượng chim của nhà mình nó sẽ bị ít đi, chậm đi, nó sẽ không có cái tăng bày nữa, thì hoàn toàn thiệt thòi về cho mình, thiệt thòi về cho gia chủ. Vì mình cứ bảo là sao chủ nhà trao kỹ thuật bàn giao cho mình, ví dụ như 100 tổ đi đúng không, 100 tổ bàn giao cho mình đi, mà 2-3 năm sau mình cứ thấy 100 tổ vậy, cứ chả thấy nó tăng bài gì hết á, hoặc là 2-3 năm sau thì tăng 150 tổ đấy, thì nó hoàn toàn nó không tăng bài. Đó là sai, là lỗi ai? Lỗi của những nhà đầu tư không học hỏi, không áp dụng
để vận hành cái ngôi nhà chính của mình thì hoàn toàn là thất bại, hoàn toàn là không tăng chim. Đấy là cái thực tế như vậy. Thì cái công nghệ sạch này nó không có gì để mình phân tích, nó sạch, với lại nó sạch hết, sạch đủ thứ rồi. Chỉ một phần nào đó là nó sẽ áp dụng vào cái phần vi sinh này. Đấy là công nghệ sạch. Còn thường thường là những anh em kỹ thuật người ta thường nói là không sử dụng cái gì luôn. Đấy, đấy là công nghệ sạch. Nhưng mà không biết được là nó sẽ như thế nào thì mình không biết. Nhưng theo như mình, theo như tôi này, là tôi đã từng tiếp xúc và đã từng trải qua cái vấn đề về công nghệ truyền thống và cái công nghệ sạch này rồi. Đấy, mình sẽ đi hai cái song song rồi. Thì mình sẽ đúc kết để cho anh em biết được là cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Bây giờ mình so sánh nha. Cái thằng truyền thống này này, thứ nhất đó là lâu, về độ lâu và độ bền nha, là nó là số 1, số 1, số 1. Thứ nhất là nó đã đi vào năm tháng, nó đã đi lâu rồi, đã đi lâu, có nghĩa là cái thời gian của cái thằng truyền thống này là cực lâu. Đấy, nó đã lâu lắm rồi. Độ bền nhá, độ bền của nó là cũng là nhiều nhất, nhiều nhất. Cái thứ hai đó là độ thành công, có là so với cái số lượng thành công của ngôi nhà Yến mà ở trên cái Việt Nam mình nhá. Ở bên nước ngoài thì nó đang xài công nghệ truyền thống tôi không nói, nhưng mà ở Việt Nam mình hiện tại đây này thì nó cũng vẫn là số 1, số 1 về thành công này, thành công số 1. Cái kia còn cái này á, là độ, là chiều sâu này, chiều sâu về lâu dài á. Đấy, nó cũng vẫn là số 1. So sánh tất cả, bây giờ anh em cứ lên lượn lướt YouTube thì anh em sẽ biết được là cái vấn đề về cái ngôi nhà Yến mà xài công nghệ truyền thống á, hiện bây giờ và hiện tại bây giờ nó vẫn là số 1 nhiều nhất nha, nhiều nhất, nhiều nhất và lâu nhất. Và hiện tại bây giờ, hiện tại bây giờ anh em áp dụng, cái là áp dụng này, áp dụng cho cái công nghệ truyền thống này này, áp dụng cho công nghệ truyền thống này nha, vẫn nhiều nhất, số 1 nhiều nhất, nhiều nhất. Đấy, còn cái công nghệ sạch, đây là sạch nha, công nghệ sạch nha. Này, công nghệ sạch này là nếu như anh em lên thị trường, lên trên cái cộng đồng mạng để anh em tìm hiểu và anh em suy xét, anh em áp dụng và anh em tìm hiểu về cái lịch sử của cái công nghệ sạch này, thì theo như tôi á thì nó không quá 4 năm, nó chỉ 3 năm luôn về đây thôi, 4 năm. Nhưng tôi tìm hiểu thì nó chỉ khoảng tầm 3 năm luôn về đây, 3 năm, 3 năm lộn về, lộn về. Đấy, nó mới có 3 năm thôi. Thực tế là hiện tại bây giờ trên cộng đồng mạng hầu như là anh em áp dụng công nghệ này, công nghệ sạch. Rất nhiều anh em kỹ thuật, tôi đã tìm hiểu rất nhiều rồi, là rất nhiều anh em kỹ thuật là áp dụng cái công nghệ này này. Mà áp dụng cái công nghệ này hiện tại bây giờ trên thị trường thành công. Thành công. Thành công ở đây ấy là cái thứ nhất này. Rất nhiều người thành công, thứ nhất này là mình mà áp dụng cái công nghệ sạch này này là mình phải đi theo này. Đi theo nha. Thứ nhất đó là nhà sạch, nhà sạch. Thứ hai đó là âm, âm phải mới, âm mới này, âm phải mới nha. Tất cả các cái âm sử dụng trong ngôi nhà Yến của mình đều phải là âm mới, không lấy âm cũ, âm cũ, âm ngày xưa, âm truyền thống, là âm đấy là chất chậm chim bảo đảm luôn. Những ngôi nhà nào đang làm, đang sử dụng, đang còn áp dụng cái công nghệ sạch mà sử dụng bằng cái âm cũ, chất chậm chim đấy, âm mới, cái gì cũng phải mới, phải mới kết hợp thì hiệu quả.
Hiệu quả ở đây á, bây giờ hiện tại á, là các cái âm này này, các cái âm này này, người ta sẽ áp dụng về cái vấn đề là vừa thứ nhất là kích, dùng âm kích kích thích bắt cặp, bắt cặp và làm tổ đẻ trứng, kích làm tổ và đẻ con. Đấy, mình giống như này này, nó cái âm này này, cái âm này mình phân tích sâu một cái nha, nó giống như này này, giống y chang như con người mình ấy. Nếu như mà kích thích bắt cặp bằng tiếng ấy, đúng không, thì giống y chang như con người của mình, là mình dùng bằng nhạc, mình đi vào vũ trường mình dùng bằng nhạc, mình kích lên để mình có một cái hào hứng để mình nhảy. Đấy, mình hào hứng mình nhảy. Còn cái kia là ví dụ như là cái công nghệ truyền thống thì là dùng bằng thuốc. Ví dụ như vào trong quán bar đấy, là người ta từ hay dùng dùng ba cái loại là si sa mấy cái loại gì đó, tôi không rành lắm, nhưng mà như người ta nói là phải dùng bằng cái loại này loại kia để cho nó lên nó nhảy cái gì đấy, là mình không biết đấy có phải không, là đó là sử dụng bằng thuốc. Còn cái này á, sử dụng bằng tiếng kích thích thì y chang như là vào trong cái vũ trường đấy, kích thích đấy, dùng bằng tiếng, mình không có sử dụng cái gì, nhưng mình vào đó mình chơi, mình uống uống cốc bia hay mình làm gì đó, xong bắt đầu có nhạc lên, bắt đầu mình thích, mình cảm giác mình muốn bay bổng, mình muốn lượn, mình muốn cái gì đấy. Đấy là cái hình thức như vậy. Thì nó là tại sao mà công nghệ sạch là phải như này, đấy là anh em phải theo như này. Còn những anh em mới ra đi làm á, có tiền thì anh em xài vi sinh đấy, xài vi sinh để cho nó khử trong gia đình, trong nhà mình cái môi trường cho nó sạch. Nếu anh em không có tiền xài vi sinh thì anh em mua muối cho tôi, muối hột đấy, anh em mua muối hột thì anh em mua muối hột thì về bỏ vào trong cái mấy cái thau á, hoặc là vào cái muỗng bẻ thì nó tự động nó bốc hơi lên đấy, tự động nó bốc hơi lên, nó làm cho cái môi trường, cái không khí trong nhà mình nó sạch sẽ lên, như vậy thôi, đó là sạch. Vì khi cái nhà sạch của mình á, tôi nói thực tế luôn, cái nhà của mình đã sạch á, thì cái không khí ở trong nhà nó cũng sạch đấy, nhưng mà mình làm cho nó sạch thêm thôi, sạch thêm đấy, sạch thêm. Còn đấy, mình muốn tạo cho nó một cái mùi giống như mùi bầy đàn đấy, thì tùy theo từng người để người ta tạo đấy, có người thì người ta dùng bằng mùi, người ta xịt vào 2-3 bữa thì nó bay hết mùi, hoặc dùng phân thì bây giờ người ta không dùng nữa rồi, người ta bỏ cái vấn đề đó rồi, người ta không dùng ngâm để nó bẩn nó hôi và nó lo nó lâu ngày nó mốc nó ẩm ở trong nhà nó thối, người ta không dùng nữa rồi, người ta bỏ phần đó đi, thì người ta sẽ dùng cái công nghệ nó cao hơn một chút, đó là người ta dùng bằng mấy cái lon mà lon mũ á, xong người ta mua cái lon ve này này, hoặc là cái bồ tao biển đấy, nó có một chút mùi thôi, nó không có mùi nhiều nha, nó đơn giản thôi, treo lên nó có cái mùi thoang thoảng, vừa cái mùi giống như cái dạng mùi phân chim này, cái mùi bầy đàn của nó này, rồi cái mùi kích thích này, đấy nó kết hợp đủ thứ, mình treo lên trên đấy nó chả có bị ảnh hưởng gì hết, nhà mình sẽ tưng thoải mái, cũng mất tiền. Nhưng ví dụ như là mình bỏ ra khoảng tầm 2-3 triệu á, bỏ ra 2-3 triệu có khi mình xài 2-3 năm không hết đấy, xài 2-3 năm thì tùy theo mỗi người, kỹ thuật mà người ta nhận với nhà đầu tư, người ta làm, người ta xịt, người ta nói là 15 ngày người ta sẽ xịt một lần, mà một lần là 5 lít ví dụ như vậy đi, thì đó là do là cái hợp đồng của chủ nhà với lại kỹ thuật với lại công ty, mình không nói. Còn với mình tự làm, với mình tự làm đây thì mình sẽ dùng bằng các phương pháp cực kỳ đơn giản, tối ưu và hiệu quả, không bị lạm phát về kinh tế. Ví dụ như mình mua khoảng tầm 3 4 triệu thôi, hoặc là 2 triệu thôi, nhà nào ít thì mua ít thôi, khoảng 2 triệu. Tôi nói thiệt, sử dụng hết một năm không hết, một năm không hết, phải sang năm thứ hai mới hết. Đó là dùng bằng cái bình bình mũ nhỏ treo lên, không phải làm gì hết, cứ treo vậy, chỗ nào mà nắng thì nó sẽ nhanh hết, thì cũng ít nhanh hết, thì phải 8 9 tháng thì nó mới hết. Đấy là dùng cái môi trường nóng nha. Còn cái môi trường mà bình thường, ví dụ như ở dưới khu vực miền Tây, thì tôi nói thiệt chứ cả năm nó không hết luôn. Một cái bình nhỏ nhỏ xíu này mình bỏ nửa bình không bao giờ hết. Đấy, tóm lại nếu như anh em mà làm một cái ngôi nhà mới của mình thì mình nói là
cái gì ngon bổ rẻ hiệu quả thì mình làm, tội gì mình không làm, nó vừa rẻ nó vừa hiệu quả đấy thì mình làm. Nhưng anh em hãy nên nhớ một điều này, áp dụng tùy theo các cái vùng miền để mình làm. Ví dụ như cái vùng nào mà nhiều chim ấy, cái nhà mình, cái khu vực mình làm đây này mà rất nhiều nhà thành công, rất nhiều nhà chim ấy, thì theo tôi anh em áp dụng cái công nghệ sạch, vẫn sử dụng một ít mùi nhưng mà rất là ít thôi, chỉ sử dụng cái loại mùi mà mùi bắt cặp ấy. Đấy là mình sẽ sử dụng cái mùi đấy. Một là mình dùng bằng vi sinh bắt cặp, hai là mình sẽ dùng bằng lô ve kết hợp với cái gì đó nữa để cho nó, ví dụ như nó nhiều nước, nó vừa bày đàn và nó vừa tạo cái mùi mùi tự nhiên, và nó lại đỡ bớt cái chi phí của mình đi, giống như là mình sẽ nó vừa có mùi mà nó vừa tăng cái thời gian, cái thời lượng mà bốc hơi á. Ví dụ như mình tính là 7 tháng hết nhưng mà mình làm tăng lên thì nó sẽ là 1 năm mới hết đấy, thì nó rất là hiệu quả trong ngôi nhà yến. Cái thứ hai đó là cái vùng nào mà cái vùng rất ít nhà yến, đặc biệt là chim hoang nhiều, rất ít nhà yến, thì tôi khuyên một điều là anh em nên kết hợp có phân chim để anh em đổ vào trong nhà một ít phân tươi ấy, đổ vào trong góc, vào trong nhà, vào chỗ nào cũng vậy, nhưng sẽ có một ít phân tươi để đổ vào trong đấy thì mình dụ chim nhanh hơn. Nhưng đổ phân mà đổ ít, mà đổ phân tươi thì phải kết hợp âm mới nha, âm cũ là không ăn thua đâu, âm mới nhưng mà phải không đụng hàng đấy, phải mua cái loại âm mà ở khu vực đấy có, mình có thì bảo đảm nó sẽ thành công. Có những nhà người ta nói là nhà em không có xài công nghệ mua công nghệ truyền thống, cần xài công nghệ sạch, nhà em đầy chim, chim quá trời luôn, chim đầy chim. Còn có người thì nhà em á thì là xài công nghệ mùi nhưng nhà em á, chim quá trời luôn, rất nhiều luôn. Thì tôi nói khẳng định một điều này, hiện tại công nghệ truyền thống bây giờ vẫn nhiều chim, rất nhiều chim, và cái độ mà cái phần dày của nó rất dài là dày. Còn công nghệ mới bây giờ mới có mấy năm nay thì làm gì có nhiều chim, làm gì có nhiều chim, chẳng qua là chim nhiều nhưng mà ít tổ. Còn cái công nghệ truyền thống của người ta bây giờ, hiện tại bây giờ trên thị trường này bây giờ người ta thu 20 kg, 30 kg, có những nhà thu 50 kg, là cái gì? Truyền thống. Làm sao mà mình tú lại được, mình theo lại được người ta? Mình nói đi thì mình phải nói lại, áp dụng vào từng cái thời điểm. Tại sao người ta nói là công nghệ 3.0, công nghệ 4.0, hiện tại bây giờ công nghệ 5.0 đúng không? Thì mình phải áp dụng theo cái công nghệ và áp dụng theo cái môi trường thực tế, tự nhiên thực tế mà bây giờ mình đang sinh sống đây, thì là tôi công nhận. Ví dụ bây giờ công nghệ truyền thống người ta cũ rồi, người ta bỏ bớt đi, bây giờ người ta xài cái công nghệ sạch này, người ta tiết kiệm được đủ thứ đúng không, tiết kiệm nhiều, tiết kiệm đủ thứ, và người ta sẽ áp dụng cho những cái nhà nào mà người ta kinh tế ít, phù hợp, ok, duyệt, làm đấy. Còn bản thân báo là tại sao mà cái công nghệ truyền thống mà nhà tôi xài công nghệ sạch mà đầy chim, mà công nghệ truyền thống cũng đầy chim. Nhưng mình hãy nên nhớ này, cái con chim yến ấy, là nó ở trong cái môi trường, mình phải nói về vấn đề là môi trường rất nhiều kích, chứ không phải là nó ở trong cái khách sạn, nó ở trong cái môi trường không có sạch, không có cái gì cả. Ai nói vậy? Có nghĩa là con chim yến nó sinh ra và lớn lên trong môi trường kích. Một cái ngôi nhà đấy, có những nhà người ta để lên dày cả 5 phân, 10 phân, người ta đổ nước vô, tận lội này, đã từng vào những cái ngôi nhà mà người ta lội nước chỉ có phân không. Vào trong đấy là nếu như một cái người nào mà người ta không hiểu cái gì về yến đấy, mà người ta bước chân vào cái ngôi nhà đó nha, bảo đảm luôn đố người ta vào được, nó hôi không thể chịu nổi luôn. Nhưng mình là người đam mê nuôi chim yến, là những người mê mê yến, cho nên mình vào mình thấy cái mùi sinh cảnh là mình cảm thấy rất là khoái, vì nó là mùi tự nhiên đấy, mình rất là thích. Mình nghe phát một là mình cảm thấy là cái mùi tươi của nó, mùi phân tươi mình rất là thích. Nhưng thực chất là nó là như vậy, hiện tại bây giờ trên thị trường cũng vậy,
Bây giờ có những nhà người ta đâu có thu đâu, những nhà giàu thì người ta mới nuôi chim, mà nhà giàu thì mấy khi người ta thu phân đâu, phân người ta chạy hàng khúc hàng cục như vậy này, chim nó vẫn ở, nó vẫn sinh sôi, nó vẫn đầy, nó thu 30 40 ký một tháng làm sao vẫn ok. Mà mình thấy môi trường sạch của mình bây giờ có bao nhiêu môi trường sạch, mà anh nào mới áp dụng đây làm, anh nào lên quá 3 ký 4 ký không, 3 4 ký làm gì có. Nhưng mà mình không nói về cái vấn đề về, mình không có nói chiếm bóc tách hoặc là chiếm về cái phần để đó. Bây giờ cái phần công nghệ sạch này nó áp dụng theo ví dụ như là cái công nghệ 4.4.5 đi, à 5.0 đi, 4.0 hoặc bây giờ là lên 5.0 đi. Đấy, cái công nghệ mới đi thì thôi bây giờ anh em áp dụng hết các kỹ thuật, bây giờ nó cũng áp dụng rồi đấy, thì anh em nên áp dụng, mình làm nó hiệu quả, nó đỡ tốn kinh phí thì mình áp dụng mình làm đấy. Thì mình làm nó có chim rồi thì khắc nó sẽ có mùi, à nó có mùi rồi thì khắc nó sẽ nhiều chim, nó sẽ nhiều chim đấy, anh em không phải lo cái vấn đề đó. Cho nên là bây giờ công nghệ truyền thống hoặc công nghệ sạch thì công nghệ nào áp dụng làm cũng được, nhưng cái nào mà rẻ tiết kiệm thì anh em áp dụng. Thì công nghệ sạch này nếu như mình sử dụng nha, những anh em mà tìm hiểu vào thì nó cũng không hề rẻ, men vi sinh nó cũng rất là mắc nhưng nó ít hơn, nó hạn chế hơn. Thì bây giờ mình sẽ cân này, mình mua 3 triệu bằng tiền mùi, mua 3 triệu bằng tiền mùi đúng không, thì mình sẽ treo lên thì được 1 năm, treo lên à, 1 năm ví dụ đi, mà một vi sinh như này là nếu như mình sẽ sử dụng 1 tháng mà mình sử dụng à 1 năm mà mình sử dụng 4 lần, 4 lần mà 1 lần ít nhất là mình cũng phải 2 đến 3 triệu thì mất 12 triệu đấy. Nhưng mà cái này thì nó sạch, nếu như mà nó hiệu quả, nó nhiều chim, áp dụng vào nó thực tế bây giờ thì mình nên sử dụng cái công nghệ sạch này thì nó thực tế. Nhưng anh em sẽ áp dụng theo từng cái vùng đấy, từng vùng mình nói rồi, cái vùng nào mà nhà yến cạnh tranh rất nhiều, nhà yến thành công thì mình xài cái công nghệ sạch này đấy, mình xài dùng công nghệ sạch, xài dùng âm mới và lạ hơn cái nhà người ta, nhà khác nhà người ta ok. Còn áp dụng với những cái vùng mà không có nhà chim, ít nhà chim hoặc không có nhà chim, nên sử dụng mùi, nên sử dụng một ít mùi, có nghĩa là không phải tuyệt đối 100% là phải dùng bằng mùi, phải ủ hay là phải đấy tưới lên tường, mà mình sẽ dùng bằng dùng hình thức, một là lấy phân rải ra góc bỏ vào cầu thang, hoặc là dùng bằng bình treo ok, xài tiếng mới ok đấy. Thì hôm nay mình sẽ cũng là nói cũng là nhiều lắm rồi, phân tích cũng nhiều, thì qua đây thì mình cũng đúc kết lại cái phần là công nghệ truyền thống và công nghệ sạch mình đã giải thích hết rồi, cái nào hiệu quả rẻ tiền mình làm đấy. Ví dụ như bây giờ công nghệ sạch mình áp dụng, cứ áp dụng làm kiếm cái âm mới, rồi mình chịu khó rửa sạch sẽ nhà làm cho nó sạch lên đấy, rồi mình áp dụng. Nếu như mà cái vùng nào mà cạnh tranh thì mình sẽ dùng bằng 100% và dùng bằng vi sinh hoặc là vi sinh bắt cặp bãi đàn. Còn nếu như vùng nào mà ít nhà chim thì mình sẽ sử dụng bằng công nghệ, dùng bằng mùi, dùng bằng phân tươi rải vào cầu thang hoặc rải góc nhà một ít thôi, hoặc là dùng bằng bình treo đấy. Hai cái đấy sẽ kết hợp lại và áp dụng từng vùng miền nha, anh em ở vùng nào thì áp dụng cái vùng đấy, nó thực tế là như vậy thôi, đơn giản thôi, không phải mua hàng mấy chục triệu tiền này tiền kia, làm đơn giản vì mình tự làm, mình nghèo nên mình sẽ sử dụng tiết kiệm, hạn chế tối ưu nhưng mà phải hiệu quả đấy, hiệu quả. Thì anh em cứ kết hợp và áp dụng làm 100% sẽ thành công, vì mấy năm nay á các kỹ thuật ai cũng đưa lên thành tích rất là xuất sắc, mấy năm nay nha là các kỹ thuật đưa lên là anh nào cũng đưa các cái thành tốt xuất sắc, là nhà nào cũng thành công, nhà nào cũng 3 4 tháng thành công hết, 3 4 tháng thành công hết. Theo dõi rất nhiều các clip rồi thì rất nhiều các kỹ thuật là rất là thành công, thành công. Nên là anh em không phải lo hết, anh em mà làm hoặc tự làm tự diễn ấy, thì cứ áp dụng tham khảo chơi. Còn những anh nào mà có nhiều tiền rồi á
thì áp dụng học hỏi và tham khảo các cái YouTube ấy, mà anh em chia sẻ lên đấy, để sau này vận hành nhà yến của mình. Ví dụ bây giờ mình có tiền thì mình thuê các kỹ thuật, thuê các công ty làm, ok, vì mình có tiền mà, mình tội gì mình phải làm, thì mình thuê các công ty làm. Nhưng một năm sau thì người ta sẽ giao lại cho mình, một năm thôi đúng không, thì người ta sẽ đủ số lượng tổ, người ta sẽ giao cho mình, thì mình phải tự vận hành ngôi nhà yến của mình, thì mình phải tham khảo và học hỏi để biết một phần nào đó về cái công nghệ, công nghệ truyền thống, công nghệ sạch, để anh em có thể áp dụng làm. Thì mình sẽ đi qua cái phần này cho xong đấy, thì sau này ai có thắc mắc về cái vấn đề gì thì mình sẽ đi từng chi tiết nhỏ, mình sẽ đi một phần một chi tiết nhỏ thôi, mình sẽ không đi đại khái là nguyên một cái bên của công nghệ sạch mà công nghệ truyền thống nữa, mà mình đi từng cái một cái chi tiết nhỏ. Ví dụ như là mùi là mùi gì, mùi là mùi gì, đi một phát, hoặc vi sinh là vi sinh gì, sử dụng làm sao, là đi một cái một đấy. Âm là âm gì, như thế nào đấy, là mình sẽ đi lên từng phần một. Nếu anh em nào mà ví dụ như 3-4 anh em mà hỏi ấy, kết hợp lại hỏi cùng một cái, hỏi cùng một phần, thì mình sẽ dồn lại và mình lên một cái clip để anh em có thể xem và anh em thực tế luôn. Còn nói chuyện ấy, một khi nói 3-4 người nói không nổi đâu, nhắn tin mẹ nhắn khùng luôn ấy, cũng không hết được, đúng không? Mình nói chuyện, mình nói mẹ mình nó hơi cái hơi sai sai nha, nên là thôi mình không có cách, mình làm, mình quay đây là mình quay trực tiếp, mình chia sẻ luôn và mình sẽ đăng lên cho quý anh chị em xem luôn, cho nên mình không có cắt ghép gì hết. Nó có những cái chỗ mà khuyết điểm nó hơi nặng, hơi mạnh tí thì anh em bỏ qua nhá, tại vì nhiều lúc nói nó sung quá nên là nó cũng có cả những cái mình nói nó khó nghe à. Thì anh em thông cảm, anh em có thể là tham khảo và học hỏi cái kinh nghiệm của mình, cũng như anh em kỹ thuật ở trên cộng đồng mạng, để anh em có một cái kiến thức cơ bản để anh em hoàn thành cái ngôi nhà yến của mình hiệu quả. Thì tôi cũng mong là anh em sớm làm ngôi nhà yến để thành công hiệu quả, để anh em có thể là có kinh nghiệm để chia sẻ cho những anh em đi sau. Thì cũng chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và sớm thành công trong cái ngôi nhà yến của mình đang làm. Xin chào anh em nhé.